Xin chào anh em nhé. Hôm nay sớm hơn hôm xin giới thiệu với anh em về một cái bộ điều khiển cửa bằng 3 phím. Thường thì tập máy thường được dùng điều khiển động cơ tời, cửa cuốn hoặc là cửa các loại gắn với thông minh như là đây thì cũng cơ bản. Động cơ này, nguồn vào này, và phần trên đây thì nó có cái phần kết nối công tắc hành trình. Thì ở đây thì công tắc hành trình khi các bạn đấu nối thì sử dụng các chân thường đóng, thì ở đây là nhà cung cấp là nối thường đóng cho mình rồi. Thế là nếu như mà cần thì các bạn có thể lắp công tắc hành trình để khi mà động cơ quay đến cái ngưỡng công tắc hành trình để dừng lại, hoặc là các bạn nếu như không lắp công tắc hành trình mà sử dụng là cái phím GF này thì dừng lại. Thì có công tắc hành trình nó tốt hơn bởi vì là nó sẽ dừng khẩn cấp cho mình. Đấy. Trong cái máy này thì sử dụng cái relay 10A 12V. Tiếp đến các bạn chú ý này, thì nó có thêm cái nút nhấn học lệnh này, nhấn học lệnh này. Tiếp đến là K1 và K2 này. K1, K2 này thì để sử dụng cho up và down, tức là tiến lùi đấy. Đây là hai chân đất rồi, thì cái này thì nó chỉ có chức năng là tiến lùi thôi, không có dừng ở trên cái chỗ này. Còn đây thì bây giờ mình sẽ đấu cho các bạn xem nhé. Ở phần đấu nối này thì có cung cấp tín hiệu này, là dương 12 này, rồi gần ở đây này. Các bạn khi đấu nối thì chú ý về chiều nhé, cái bộ này thì nó không có đi út chúng được. Đây là tay học lệnh. Thì trên mạch nó cũng có luôn cái chức năng LM. Bây giờ mình sẽ điều khiển các bạn khi mà điều khiển được phải quay tập. Dừng này, tiến này, lùi. Các bạn có thể sử dụng luôn cả cái chức năng ở trên mạch này. Có hai nút up và down này. Các bạn nhìn ở đây mình đang sử dụng chức năng L và M nên mình cần dăm cho các bạn nhé. Dăm đấy, chuyển dăm. Khi mình chuyển dăm thì các bạn nhìn đây, nhấn giữ này, chúng ta quay thả ra tắt này. Đúng không ạ? Chúng ta lại một lần nữa nhé. Đấy, và như vậy thì cái chức năng ở trên K1 và K2 này thì chỉ có chức năng nhấn đề thôi, không có chức năng nhấn giữ. Đấy. Bộ này thì điện áp hoạt động của nó là chỉ là 12V thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.